Chào cả nhà, mời cả nhà cà phê buổi sáng. Ngày hôm qua thì thấy thị trường có vẻ căng, tăng mấy điểm mà tự dưng quay đầu giảm. À, trong ngày chính em cũng thấy loạn hết cả lên. Nay thì đầu phiên đang thấy dấu hiệu của việc tích cực của gas Vinamilk này, để không biết có giữ được thị trường không đây. Anh chị có ý kiến gì khác không ạ? Alo. Ơi chào cả nhà. Làm cái thủ tục giùm em là like nhá. Chia sẻ. Mọi người góp một cái công chia sẻ đi ạ. Em đang ngồi ở một quán cà phê. Một quán cà phê này. Coffee coffee. Mới tặng cho cuốn sách này. Quán cà phê này mới tặng cho cuốn sách. Nhìn nhận cái thị trường chung thôi. Lúc này là lúc đang cần phải nhìn nhận cái thị trường chung. Thị trường chung khá là quan trọng. Thật sự là rất quan trọng đấy ạ. Nếu mà nhìn nhận đúng vấn đề của thị trường chung á, thì sẽ đưa ra cái quyết định giao dịch nó đúng hơn. Đúng hơn đấy ạ. Mọi người chia sẻ like, mọi người góp em một tay. Cái câu chuyện là đốt cái bầu nhiệt huyết đấy ạ. Đốt bầu nhiệt huyết lên, làm cho nó máu. Hôm nay lên tới 150-200 người xem đi. Dạ. Hôm nay mọi người nghĩ sao ạ? Mọi người nghĩ sao về thị trường ạ? Cho ý kiến đi ạ. Mọi người cứ cho ý kiến ở phía dưới đi. Hôm nay em trực tiếp giờ tới 11 giờ luôn. Phục vụ chiến đấu nhá. Cả nhà. Đồng ý không? Nhà thị trường thì hiện tại đang giờ này là giờ vừa xong ATC ATO. Một vài cái điểm sáng này, Vietcombank đang sáng này, GAT sáng này. Hòa Bình thì sáng trưng. Hòa Bình thấy cầu cũng còn đang tốt lắm. Rất là tốt, thị trường cũng vẫn đang có một số cái điểm sáng. Họ phát giảm lại, hoa sen giảm lại. Mọi người cứ cho ý kiến đi, cho ý kiến ở phía dưới á. Theo em thì sau phiên ngày hôm qua thì thấy thị trường đang có những cái tín hiệu khá là tiêu cực. Quan sát tiếp phiên hôm nay để đưa ra cái quyết định đầu tư cho nó phù hợp. Cái việc mà đưa ra dự báo đỏ bao nhiêu phiên thì đó là câu chuyện rất là khó. Câu chuyện của Hòa Bình thì là câu chuyện gần như là không dự báo được. Nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái yếu tố gọi là không khách quan cho lắm. Lực cầu đến mạnh như thế thì bọn em không biết là như nào cả. Em cũng đang có Hoàng Anh Live và HNG nên đang suy nghĩ xem là nó như thế nào, cũng đang khá băn khoăn. Theo các anh chị thì ngành cao su như thế nào? Bảo Việt đang suy yếu rồi, đang thấy có vẻ suy yếu rồi. Hy vọng là nó sẽ tích lũy ở vùng này 695-700.
Em đồng ý với ý kiến của các anh nào đó, hy vọng rất tích lũy. Và hôm nay vì giá dầu tối hôm qua tăng nên hôm nay gas sẽ là điểm sáng, hy vọng nó sẽ là điểm sáng. PVD và gas sẽ là điểm sáng cho thị trường, nâng đỡ thị trường, đó là điều tích cực. Hôm nay đang có thấy có dấu hiệu của câu chuyện của ngành bất động sản, thấy VCG cũng đang xanh tốt đấy anh chị. VCG đang xanh ba line này, và cái VCG anh chị có thể nhìn là thấy là cái khối lượng khả năng sẽ là đột biến, bởi vì mới có 9:20 mà đã khớp lệnh tới 475.000 cổ phiếu. Anh chị có thể nhìn VCG, nhìn qua để tham khảo thôi, nhìn trên biểu đồ kỹ thuật thì VCG còn có dư địa để tăng nữa, vẫn còn dư địa để tăng. Hỗ trợ cứng của VCG là 14.9, 15 á, tức là mua tại thời điểm hiện tại 15.7 thì khả năng nếu mà phải cắt lỗ thì sẽ cắt lỗ mất 7 line, còn nếu lời thì khả năng lên 18. Lời hai giá cắt lỗ 7 line. VCG em thấy cũng được. Anh chị để ý con VCG, nó đang có một cái khối lượng giao dịch khá là tích cực ngay buổi sáng. Và thấy khối lượng giao dịch lên tới 475.000. C2 thì đó là câu chuyện em nhắn gửi anh chị mấy phiên hôm nay rồi. Bởi vì đơn giản đó là cổ phiếu C2 á, C2 thì mấy phiên gần đây thì khá là tích cực, và nó thường có một cái kiểu là đi ngược lên với người ta. Nó đi ngược với người ta. Hòa Bình thì đúng là một cổ phiếu khó đoán, khá là khó đoán. Em sẽ để trực tiếp liên tục để cập nhật hàng không Việt Nam. Nó có cái câu chuyện của một cái thằng cổ phiếu cổ đông lớn nó đăng ký bán, anh Trương Hoàng Phúc. Anh chị anh để ý có có một cái ngân hàng ngày trước nó đầu tư hàng không Việt Nam, có hai ngân hàng đầu tư vào hàng không Việt Nam. Cái lúc mà cổ phần hóa lần đầu của hàng không Việt Nam á, anh thì có thằng Techcombank và thằng Vietcombank nó mua. Thì gần đây có việc Techcombank nó đăng ký bán 3.8 triệu, dẫn đến câu chuyện là giá nó giảm. Mặc dù Vietjet sắp lên sàn. Hoa sen sẽ không giảm nhiều, nhưng mà chờ đi anh ơi. Theo biểu đồ kỹ thuật thì hoa sen á thì nó đang
Nó đang trứng ở đây. Nhưng mà em nhìn thấy cái dấu hiệu, cái tín hiệu của chuyện hoa sen xấu chứ không đẹp. Tốt nhất là giảm tỉ trọng hoa sen, đừng nên mua thêm, hạn chế mua thêm. Cá nhân em thì em nghĩ thế, cũng chỉ là cái ý kiến cá nhân thôi, anh chị tham khảo thôi, anh chị tham khảo thôi nhá. TCB thì em không biết là cổ phiếu gì nữa, em chưa bao giờ nghe tới TCB luôn. Ngân hàng Kỷ Thương đúng không? Techcombank đúng không? Techcombank thì em chưa có thông tin dữ liệu của nó nên là không biết như thế nào. Em vừa giao dịch vừa trực tiếp, nên là anh chị em có giao dịch đấy ạ. Em vừa giao dịch vừa trực tiếp, giao dịch vừa trực tiếp 46 47 hả? PVS, PVD và GAT đang có nhận được cái tín hiệu tích cực từ cái giá dầu tối hôm qua ha, chị Huyền Trâm. Giá dầu tối qua dẫn đến câu chuyện là PVS nó tích lũy, nó đang nằm ở kháng cái kháng cự Tenkan đấy ạ, 18.7 á, nên khả năng là nó sẽ bật tăng lại. Nó cũng vẫn còn cái dư địa để tích cực, nhưng mà lưu ý là PVS cũng tăng từ 16.7 lên 18.9 nha. Lưu ý một chút như thế. Hoa sen từ bộ về 46-47 hả? Căn cứ vào đâu để đưa ra nhận định vậy em Thương? Itachi. Cũng khó nói lắm, khó nói với hoa sen lắm. Rất là khó nói đấy ạ. Thế giới di động có nên mua vào không ạ? Thế giới di động nó vẫn là một trong những cổ phiếu mà em đã khuyến nghị từ vùng 153. Đến đây thì em không khuyến nghị thêm mua, tức là gọi là mở trạng thái nữa. Ở vùng 150 thì em đã khuyến nghị mở trạng thái rồi, nhưng lên 173 rồi thì mở trạng thái, đó là chuyện của các anh chị thôi ạ. Em không khuyến nghị mua vào những thời điểm như thế này nữa. Vi Khánh mua hàng không Việt Nam giá bao nhiêu ạ? Về cơ bản thì không nên bán nữa, bởi vì hàng không Việt Nam nó đã về lại cái vùng hỗ trợ của nó, cái vùng mà lúc nó mới cổ phần hóa, giá trung bình của nó là 38.5 đến 9. Thì hôm nay nó đang ở đó rồi. Lúc mà mới bắt đầu mà giao dịch trên sàn á, thì là giá của nó bị giảm một cái đợt là thấp nhất là 38.15. Hôm nay nó đã về đến 39 rồi, nên nếu bán lại gần như là em cắt ngay vào cái đáy luôn. Nên là tốt nhất là giữ đi ạ. Vi Khánh giữ cái hàng không Việt Nam giùm anh đi ạ. Hòa Phát ạ. Hòa Phát còn có vẻ là còn hơi mạnh nhá. Có thể là anh chị nào đang nắm Hòa Phát á, thì nếu cá nhân em thôi thì chỉ là dùng để tham khảo thôi, anh Hoàng Minh nhé. Anh Hoàng Minh, Hòa Phát thì nên giảm bớt cái tỷ trọng xuống. Nếu anh sử dụng cái tỷ lệ đòn bẩy cao quá thì nên giảm bớt tỷ trọng xuống ạ.
Anh Lê Mạnh Thắng ạ. À? À, nên giảm bớt cái đi trọng Hòa Phát xuống ạ. Nói chung chúng ta có quyền được bạn được chốt lời và được phép chốt lời theo cách là chia nhỏ ra. Nếu nó còn lên nữa thì ta vẫn còn hàng. Cách đó là một cách dễ dàng nhất cho nhiều người. Không cần quá đi đoán đỉnh nó nằm ở đâu cả, chia nhỏ của cái phần của mình nha, giảm bớt, nếu nó xuống tiếp thì ta mua thêm. C2 thì chưa bán được đâu ạ, C2 nó cái kinh nghiệm á là buổi chiều nó mới hay tăng. Hay chờ buổi chiều đi. SN thì có thể là nên giảm bớt tỷ trọng xuống đi ạ. SN là một cổ phiếu mà đầu tư dài được, nhưng trong ngắn hạn thì hôm nay FCN á hả? Chờ cái, nhìn cái biểu đồ của FCN á, thì nhìn chờ cái thời điểm đi. Chờ cái thời điểm nó tăng lên rồi ta giảm cái tỷ trọng xuống. Em vừa giao dịch. Em vừa trực tiếp nên là anh chị thông cảm. Anh chị cứ để lại câu hỏi đi ạ. Với lại giúp em là like và chia sẻ đi. Rồi em kiểm tra lại rồi em nói với anh chị. Em chia sẻ lên chung với anh chị. Hòa Bình thì khó nói lắm, Hòa Bình rất là khó nói luôn, Hòa Bình được anh không nhận định được Hòa Bình luôn, thực sự là bó tay với Hòa Bình. Đức Long thì anh không có tham gia. C2 bán giờ chính làm gì, C2 nó còn đang mới bắt đầu mà. Hôm qua nhiều người mới bắt đầu mua hàng thì hàng còn chưa về, lấy đâu mà bán. Những người mà có hàng sẵn thì cứ chờ thêm, kiếm thêm được tiếng nào thì kiếm thôi. Hòa Bình không nhận định được. Hùng Vương và Hoàng Anh thì rất là khó luôn. Hoàng Anh thì nên tiếp tục giữ đi ạ, xem như nào. Cùng HNG chứ không? HG thắng không biết luôn, Đức Long cũng không biết luôn. Không phải cổ phiếu nào cũng biết đâu ạ. Muốn nha.
thường nếu có một cái là mấy là đầu đường nó sẽ đầy tăng lên những các loại bao thai. Đúng rồi này. HLG với HAG thì giữ đi anh Nguyễn Thông rồi để nhìn xem nó như thế nào. Thị trường thì nó đang tiêu cực lại nên HLG với HAG thì từ từ cũng hơi có dấu hiệu xấu lại rồi đấy. HLG với HAG cùng một kiểu luôn. Em cũng đang có hai cổ phiếu đó mà cũng đang băn khoăn lắm đây. HLG với HAG ấy. Còn dòng ngân hàng thì chờ đi ạ, dòng ngân hàng thì chờ cho nó điều chỉnh đi, nó là sóng của năm nhưng chờ đi ạ. Có hàng thì giữ, chưa có hàng thì đợi chỉnh mà vào, đúng rồi đấy ạ. Anh Trần Đức Trường nói về Hòa Bình rất đúng đấy ạ, đúng ý em đấy ạ. C2 có thể gia tăng tỷ trọng, nếu mà chỉnh gia tăng tỷ trọng nhưng mua giá này thì hơi cao. 68 cái like, 48 cái bình luận. Hôm nay em lấy 500 cái like nhá. Em trực tiếp lâu á. Người nào mới vào xem á cho em like đi. 500 cái like đi. Có 3 cái chia sẻ à? Chia sẻ được 3 cái à? Đốt nóng cái bầu nhiệt huyết lên các bác ơi. Đốt nóng mạnh cái bầu nhiệt huyết lên cái. Đất xanh nhỉ, đất xanh thì chờ đi em ơi, đất xanh chờ đi ạ, đất xanh nhịp này chờ đi. Nói chung là gia tăng cái trạng thái chờ đi ạ. Mất là mất mạng rồi. Kinh Bắc giữ đi. Kinh Bắc giữ. Hòa Bình hả? Hòa Bình 45 bán được anh ơi. Cứ giữ đi ạ. Quan sát thằng này còn khỏi lại em anh ơi. Là em về nhà rồi quay lại. Rồi em tí em cắm đi điện hết điện. Dầu khí sẽ là ngành tiêu cực nhất trong cái năm nay. Nhưng mà do ảnh hưởng của thị trường á, ảnh hưởng của thị trường á nên nó cũng hơi khó. Nó hơi khó tăng mạnh được. Có những cổ phiếu tích cực nó vẫn tích cực. Ở thị trường này hiện tại đang có Hòa Bình này, C2 này, ACB này, Novaland này, Tiến Lên này, CVT này, BCG này. Là những cổ phiếu mà khá tích cực. Trong cái VN30 thì có mỗi C2 là tích cực nhất. HO em thử xem trong HO xem nhé. HO những con nào có trọng số lớn á. Ngành dược các anh chị, ngành dược các nó cũng hay đi ngược thị trường, anh chị để ý nhé. Dobeco dược Hậu Giang á, bởi vì nó đi hơi cháy khoái ngành dược. Tiến Lên thì cũng nằm đi trong cái ngành thép thôi, ngành thép mà Hoa Sen Hòa Phát giảm thì Tiến Lên và Nam Kim cũng giảm thôi ạ. Ôi. Em cũng vừa mua bán vừa giao dịch cho khách hàng. Vừa nói chuyện với các anh chị.
thêm một cái cổ phiếu mà nhờ gọi tránh tránh báo cho các anh chị nữa là cái con ACV ấy anh chị, ACV ấy, hãng hàng không Việt Nam ACV ấy, cũng tránh báo được. Con ấy cái tránh báo được bởi vì con đó có cái đặc điểm là nó đi nó phi thị trường, ngược thị trường anh chị, ACV ấy, được anh chị. Nếu mà vẫn muốn tham gia, nếu mà muốn tham gia trong lúc thị trường xấu thế này thì ACV là một lựa chọn không tồi. Thằng Novaland nó bị cái giống gì nó đi ngược thị trường này anh chị này. Nó sẽ là điểm sáng, nó với Hòa Bình, nó với Hòa Bình ngành dược đấy anh chị, dược Cửu Long, dược Hậu Giang, Dobico. Và có một cái anh này là sẽ ngược này, nhưng mà cái này là đầu cơ thôi, con FLC á, nó ngược hẳn với thị trường luôn, thị trường giảm nó tăng cho các anh chị coi. Nhưng mà con này là đánh cược ít thôi nhá, bỏ ít thôi, chút xíu thôi, 10% giá trị danh mục của anh chị là được. Con SIM 32 và con KSB ấy, nó cũng sẽ đi ngược, nó cũng sẽ ngược. Farod thì khỏi nói rồi, Farod thì em thấy là đúng là một sự bất ngờ đấy, giá chào sàn là 13.000 mà bây giờ 140.000, bó tay với con Farod. Nói gì về nó luôn. Tài chính Hoàng Huy nữa này anh chị này. À, với một cái cổ phiếu nữa mà năm 2017 á, anh chị cũng nên quan tâm, đó là con VSC anh chị. Con công ty cổ phần container Việt Nam á. Con ấy hay lắm á. Đợt vừa rồi nó tăng hơi nhiều, nó tăng từ 52 mà hôm nay nó 59 rồi. Nhưng mà nó là cổ phiếu của năm đấy nhỉ. Em nhìn nhận thấy khả năng khởi cao là con VSC là cổ phiếu của năm đấy nhỉ. Thật sự nó là như thế đấy anh chị ạ. Trăm 31 người xem Hoàng Anh Airline tạo đại tạo đỉnh hả? Chắc không anh Tuấn? Tại sao? Cho ý kiến đi ạ. Tại sao ạ? Tại sao Hoàng Anh Airline lại tạo đỉnh? Chắc không? Không có tín hiệu nào cho thấy là Hoàng Anh Airlines tạo đỉnh anh Tuấn ạ. Em không nhìn thấy. Có nói quá, đang băn khoăn với cái này. Hắn mới lại HNG. Lên cũng không hề ít, từ 5 lên 7. 5 lên 7 là lên 2 giá cũng nhiều đấy.
2 chia cho 5 là nó khoảng tầm 50% á. Ok, cũng là một ý kiến tham khảo khá là hay, anh Tuấn khá là chuẩn trong cái câu chuyện này. Em cũng đang nhìn nhận trên vấn đề nó như nào. Mọi người đang xem á, đốt cái bầu nhiệt huyết lên cho mỗi người, cho em một cái like đi. Mạnh vào, đấy, mạnh vào, nhiều vào, hôm nay em xin 500 cái like cơ mà. Đùa thôi ạ. MWG chia cổ phiếu thưởng 21, cái này mới là tin đồn thôi, em chưa xác nhận cái chuyện này đâu anh chị ơi, thế giới động á. Đấy là tin đồn thôi ạ. Chưa xác nhận cái chuyện là nó có chia thưởng cổ phiếu 21 không ạ. Đang nghe nói là chia thưởng cổ phiếu còn phát hành thêm nữa đấy ạ, thế giới động ấy ạ. Thủy sản nó không, em không muốn nói về thủy sản với lại dệt may, bởi vì vấn đề nó nằm ở chỗ là từ khi đã Donald Trump lên á, thì cái vấn đề TPP của mình sẽ có gặp vấn đề, và cái trục trặc của TPP dẫn đến câu chuyện là tâm lý mọi người sẽ không muốn đầu tư vào ngành thủy sản và ngành dệt may, nên là em không muốn nói về cái ngành mà khả năng xác suất không kiếm được lợi nhuận cho mọi người, không kiếm được lợi nhuận thì nói về nó để làm cái gì ạ? Vấn đề đó là vấn đề chính, đúng không ạ? Anh chị có còn câu hỏi nào khác không ạ? Hoàng Anh Gia Lai khó, thật sự là khó nói, vẫn tăng tiếp kìa, 708 rồi. Khó nói vô cùng luôn, 709 luôn rồi, rất là khó. Khá là băn khoăn đấy anh chị. Như thế nào, đã nói là Hoàng Gia Lai thì nói chung là kết quả kinh doanh của năm thì vẫn là lỗ bét tay là nhà đấy. Nó mỗi cái tốt đó là giá cao su lên rất là tốt, với hai nữa là được tái cấu trúc nợ 12.000 tỷ trái phiếu được gia hạn, đó là tin vui. Thứ hai nữa là giá cao su thế giới thì tăng điên cuồng luôn. Để em đưa cho anh chị xem cái trang Trading Economics đây này anh chị này. Anh nhìn thấy cái giá cao su nó như là bị điên đấy. Không biết là do là nghe nói là Thái Lan nó bị lụt. Thái Lan là một trong những cái nước mà cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ nhất, hàng đầu thế giới. Thì nó bị lụt nên là cái sản lượng cao su của Thái Lan nó giảm 10%. Cộng với việc là anh Trung Quốc anh bị làm sao ấy, anh mua vào giá cao su tự nhiên nhiều lắm. Anh chị này, cái trang này để sử dụng cho anh chị xem giá rổ cao su này. Ở dưới nhá, cái link này anh chị này. Đó, xem các loại giá rổ hàng hóa nguyên liệu rồi đấy. Cao su, vàng, dầu rồi đủ thứ các loại luôn. Anh chị xem ở trong đó có hết đấy ạ.
Không, hôm nay nghề này thì cần gì lên văn phòng. Quẹt ngón tay này này, nhưng mà có chặt để lại một ngón tay ở trên công ty rồi, nhờ đứa khác nó lấy ngón tay nó ấn vô là xong rồi. Vui lắm, nói chung ngón tay cái á, mình chặt mình để lại ở công ty rồi. Ngón tay cái bên phải ấy, nên không cần lên văn phòng. Bọn nó chỉ cần đưa ngón tay vào nó ấn cái nốt cái là xong rồi. Đùa đấy ạ. Nói chung là em hôm nay em làm cái trực tiếp này liên tục là bởi vì thấy thị trường nó có phần hơi ảo diệu nên là đang xem tình hình như thế nào. Khó nói phê đấy. Nói được thì thay lầu. Giờ nhiều người hỏi em bảo là nên thế nào thì nói chung cũng hơi khó. Bọn anh hôm trước với anh và Mia đã không biết là anh có mua một HT giá 6.7 thì không anh nhỉ? Mua anh bán hết luôn. Dạ, giá 6.7 được giá bao nhiêu nó em mình còn bán không bán hết luôn. Vì khả giá nó xuống đi rồi mình chốt cái giá mình mong muốn thôi. Dạ, dạ. Hóa tình là quá khó luôn. Quá khó. 145 người đang xem á. 145 người đang xem. Mỗi người cho em một cái like ủng hộ tinh thần nhiệt huyết đi. HCM SRI là biết hả? Nhìn HCM SRI để em xem nào. HCM chứng khoán Hồ Chí Minh cả kháng cự 31.1 để em xem lại. Không ngoài cái dự báo luôn, tức là khi mà thiếu vắng về thông tin á, thì thường hay là những cổ phiếu ngành chứng khoán được gọi là chứng khoán dậy sóng thôi. HCM cũng tăng từ 25 lên 30 rồi. SRI tăng từ 18, chính xác là nếu trước khi nó là 18, hôm nay 20.9. ngành chứng khoán lại chạy sóng thôi. Em nghĩ là đó là cũng là cái nguyên lý cơ bản thôi mà. VN Index ôn xe xanh rồi kìa anh chị kìa. À, tích cực đấy nhờ, nghe nhìn có vẻ là tích cực. Khối lượng mới có 37 triệu cổ phiếu 11 giờ đồng hồ mà lại có vẻ tích cực lại. Thật sự rất khó nói luôn, như thế nào. Đất xanh Kinh Bắc C2, thị trường vẫn có những cái tín hiệu cho cái thấy là vẫn cố. Anh chị nào muốn hỏi thông tin chi tiết á, vui lòng inbox giùm em á. Số anh chị thuộc trong cái nhóm mà tự doanh chứng khoán với nhóm Mạnh Thường Quân á, anh chị muốn hỏi thông tin chi tiết mua bán, vui lòng inbox giùm em, bởi vì cái việc mà nói công khai không em không thấy hợp lý lắm. Nên là tất cả những anh chị thuộc trong cái nhóm của có đóng phí á, vui lòng inbox để biết được là em sẽ tư vấn trực tiếp cho câu chuyện là nên bán hay là nên giữ hay là nên mua. Công khai thế này thì mình chỉ nói được tình hình chung thôi, bởi vì đi vào chi tiết từng cổ phiếu một nó sẽ gây ra cái ảnh hưởng nhất định đối với gọi là đối với mọi người, và gây ra cái tâm lý không tốt đối với người khác, hoặc là có thể là sẽ có việc tranh mua một số cổ phiếu mà cần tư vấn. Vì vậy là phần lớn những cái việc trực tiếp này thì chỉ nói chung chung được thôi chứ không nói chi tiết được đâu ạ. Thứ ba nữa là vì tùy thuộc vào từng danh mục của các anh chị. Có thể là danh mục của các anh chị là trong ngắn hạn á, có một số là danh mục nếu mà sử dụng tỷ lệ đòn bẩy mặt trên cao á thì vui lòng là giảm tỷ lệ xuống, đề phòng những trường hợp xấu có thể xảy ra, gây ra cái chuyện tình trạng là mất tiền.
đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa là nếu mà sử dụng cái tỷ lệ mà đòn bẩy mặc jean mà không phải là 1:1 mà là cao hơn 1:1 á, thì anh chị nên giảm tỷ trọng. Đó là cái khuyến nghị gọi là mang tính chất gọi là tham khảo, nó không phải là khuyến nghị mang tính chất là quyết định đầu tư. Anh chị chỉ là tham khảo thôi, ý kiến là chỉ là ý kiến chủ quan cá nhân của em thôi, nó không đại diện cho bất kỳ cái tổ chức cá nhân nào, và nó cũng không phải là cái khuyến nghị để các anh chị mua bán hình từng danh mục. Dạ. Xem được chưa? Xem được chưa? Mạng nó yếu à? Mọi người có xem được không ạ? Xem ý kiến đi ạ, có xem được không ạ? Có bạn Phan Tuất thì chỉ nói là chả xem được. Ok, em kết thúc trực tiếp ở đây nhé. Có gì anh chị inbox giùm em ạ. Cảm ơn, chào, hẹn gặp lại ạ. Buổi chiều nhé. Em đi trực tiếp buổi chiều từ 1:30 tới tận 2:30.